Đây là Miwan của nó một. Hồng Anh Pơ. Ui, Pơ Miwan. Alo. Vâng, có 3 voi dành cho game thủ Hồng Anh thôi. Vâng, và game thủ nó 1 thì sao? Ôi, đây là một bài mà cũng không phải là ít voi. Mì Hoàn, thôi hai người đánh chém luôn đi. Hai người đánh chém cho nó mát. Hồng Anh nào, Hồng Anh đây. Cô voi cẩn thận em ơi. Em phải đánh thật hay và cô voi cẩn thận thì khán giả người ta mới tặng thẻ. Vâng. Đấy, và cứ đánh hay là kiểu gì là cũng có thể. Đấy, các bạn có thể thấy là có thêm bầy hươu nữa rồi. Bài bơ này thì lại mắc binh rồi. Nhà rất kín. Con voi thứ 3 rất phụ. 19/20 đóng e rồi. Chúng ta xem Miwan bên kia xem sao. Hồng Anh đây. À đây là quên, đây là nó 1. Nó 1 là 21 dân rồi. 3 voi về, 1 bầy hiêu. Sang nhà Hồng Anh thôi. Không thèm xem Miwan nữa, xem Pơ trước. Kích đời 6-3-1. 1 2. Vâng, hãy chỉnh chu cái bầy hiêu này vào. Thật cẩn thận bầy hiêu này để có thể dồn lực thật nhanh. Tốt rồi. Có con nữa. BB sắp đấu kiểu gì vậy? Miwan 26/28. Vâng, một bãi quả gần nhà. Đồ ăn nhưng mà hơi rộng này. Em bo kiểu gì thì bo. Quay lại với Hồng Anh nào. Đây là BL. BM đang đóng xong rồi. Kích. Kích. 9/19. Một trận kích 9 nữa. Hai mốt trên 24. Rồi ra hàng cái ruộng. Người đẻ giò em ơi. Nâng công. Cho vòng hai dân ra đằng này và đào vàng. Có một bãi quả đấy nữa. Vâng, Hồng Anh ăn luôn. Rogan.
Đây, đây là game thủ 6. Ôi, bây giờ mới ăn vàng. Vâng, game thủ E2. Cẩn thận bị phải E. Hai cái E sẽ kín. Một E. Hai E, kín luôn bãi quả. Rất mát. Không biết là game thủ cầm Iwan bên kia như thế nào. Ông đây là normal 28/40. Bắn. Chạy cung tiền, chạy con ham sư tử ấy nhá. Ông anh đây. Như vậy là nhà của game thủ Iwan nằm ở trên góc 12 giờ. Đây rồi, gặp. Cung tê đẩy đi à. Không chọc. Vâng, quyết định bỏ qua và vào nhà luôn. Nhà Iwan chưa khung được. Vậy ấy. Ờ, hết gỗ. Vâng, lạc đà đến kia. Rồi, lọt gỗ rồi, hai lạc đà và đi sai luôn. 2-0 trong xe đấu thứ tư. Vẫn là những trận cầm Persian rất hay của game thủ Hồng Anh.